Ngày 26 tháng 10 vừa qua, công ty cổ phần quốc tế HT Natural ra mắt sự kiện khai trương trụ sở mới Ziki dưới sự điều hành của hai nhà đồng sáng lập, diễn giả, kinh doanh Phạm Thanh Hằng, founder Lê Thị Ánh Tuyết đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt của hơn 300 khách mời, đặc biệt là sự ủng hộ của các diễn giả và các đại lý phân phối trên toàn quốc. Lễ khánh thành trụ sở Ziki đánh dấu cột mốc vàng son mới của công ty và những bước tiến quan trọng khác trong ngành mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam. Khách hàng mong muốn rằng là Ziki sẽ phát triển vượt trội so với tất cả những dòng sản phẩm ở trên thị trường. Cái lý do mà là Ziki ra đời và thành công nhanh và vượt trội đến như vậy bởi vì là Ziki xử lý nám rất là đơn giản, nhẹ nhàng và hiệu quả. Được tất cả các anh chị em là khách hàng cũng như là chủ spa đón nhận và điều trị rất là thành công. Phương châm của Ziki đưa ra luôn luôn lấy tôn chỉ đào tạo và học tập là con đường phát triển định hướng của công ty, bởi vì Hằng nghĩ rằng chỉ có học là con đường duy nhất để giúp tất cả các anh chị em thành công. Buổi lễ diễn ra thuận lợi trong niềm hân hoan của tất cả các thành viên và ban lãnh đạo, khách mời, quý khách hàng, đối tác thân thiết của Ziki. Để có được thành tựu như ngày hôm nay là nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ hệ thống Ziki trong suốt thời gian qua. Với những cam kết về chất lượng, Ziki hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho thị trường mỹ phẩm trong nước cũng như quốc tế.